Hi, this is Geshe Michael Roach, and I just want to give you a 10-minute preview of this new level that we have, DCI level 4, a new one called The Secret to Great Relationships. And you know, there's three kinds of relationships that we don't think about a lot. Of course, we have our family relationships. Of course, we have our business relationships. But there are three other kinds of relationships that are going on that we don't think about too much. Nhưng chúng ta không nghĩ nhiều về nó. But if we could learn about them, and if we could learn how to make them beautiful and successful, then we would be completely different people, and we would be much happier, and we would be much more successful in the world. Even just financially, we'd be much more successful. The first kind of relationship I'd like to talk about tôi muốn is nói đến đó là mối quan hệ trong cái vũ trụ ảo. And here you see the virus, ở đây bạn nhìn thấy hình virus pushed us all into the metaverse. Nó giống như là nó buộc chúng ta phải chuyển sang một cái vũ trụ ảo. I used to go around the world. Tôi buộc phải chuyển sang vũ trụ ảo. Tôi đã từng đi khắp nơi, tôi đã được tiến lên máy bay và đến nhiều quốc gia. And then it was a big shock when the virus came. Và nó là một cái cú sốc lớn khi mà virus xuất hiện. Cái công việc kinh doanh của tôi bị sụp đổ và tôi buộc phải chuyển sang vũ trụ ảo. Và tôi nghĩ là nó đã xảy ra với nhiều người như chúng ta. Và ở đây chúng ta, đây là một cái anh chàng làm kinh doanh, anh ấy đang phản ứng lại với virus trong cái vũ trụ ảo. Và cái bức hình tiếp theo ở đây, đây là một cái hình ảnh yêu thích của tôi trong cái DCI cấp độ 1 nâng cao. And DCI Advanced Level 1, which we first introduced in January of this year, it was all about problem solving, like when a problem comes to you, khi mà vấn đề đến với bạn, how do you fix it? Làm sao bạn giải quyết như thế nào? Và những gì chúng tôi nói đó là đừng chỉ giải quyết vấn đề, mà hãy tìm cách để chuyển cái vấn đề đó thành một cái kiệt tác. This lady is not a painter. Cái người phụ nữ này thì là không phải là một cái họa sĩ, cô ấy không phải là một nghệ sĩ, nhưng cô ấy là một người làm kinh doanh, cô ấy có gia đình. Và khi những vấn đề lớn xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy đã khắc họa nó thành một cái kiệt tác từ cái vấn đề này. Vì vậy, tôi nó không chỉ là cái việc chúng ta giải quyết vấn đề, nó không chỉ là giải quyết nó, hãy nắm bắt cái vấn đề đó và sử dụng cái năng lượng đó của một cái gì đó mới mẻ, tuyệt vời. Chúng ta có thể nắm bắt cái năng lượng đó, năng lượng của cái tình hình virus trên thế giới và cái tình hình mà buộc chúng ta phải chuyển sang vũ trụ ảo và buộc chúng ta phải online. Và trong kinh doanh của chúng tôi, trong nhiều cái trong cái nhiều hoạt động kinh doanh của chúng tôi thì chúng tôi buộc phải online. Trong 6 tháng đầu chúng tôi không biết làm gì cả, chúng tôi không kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi đã từng có hai vị phó chủ tịch, một trong hai vị đó đã bỏ việc và nghĩ rằng sẽ không có tương lai gì trong cái tình hình như thế này. Cái tình hình virus này sẽ làm cái công ty chúng ta sụp đổ. Và đột nhiên khi mà chúng tôi nắm bắt vấn đề đó và chuyển nó thành một cái kiệt tác. Và tôi phải nói là công ty của chúng tôi bây giờ đã tăng lên khoảng hơn 400% so với một năm trước đó. Và vậy, chúng ta hãy nắm bắt cái thách thức trong cái mối quan hệ vũ trụ ảo này và chuyển nó sang một cái gì đó thật là tuyệt đẹp và hào hứng. Ở bức hình tiếp theo đây, có những cái thứ thực tiễn mà chúng ta nói. Đây không phải là một cái triết lý cổ xưa gì. Đây chỉ là một cái lời khuyên mang tính thực tiễn. Có những cái thứ rất là cơ bản mà chúng ta phải làm một khi chúng ta bị buộc phải chuyển sang online, một khi cuộc sống chúng ta buộc phải, thậm chí là công việc kinh doanh hoặc cá nhân, chúng ta buộc phải chuyển sang online. Những gì tất cả chúng ta khám phá ra, đó là những gì chúng ta cần phải học để thể hiện bản thân mình tốt nhất trên Internet. Nó cả một cái thế giới hoàn toàn khác. Chúng ta đã từng ở Manhattan thì chúng tôi đã đến một cái nơi mà chúng ta có thể mua gọi được là Honey's. Chúng ta sẽ mua những cái bộ cơm lê đẹp nhất và khi mà bạn mua nó thì các bạn khi mà các bạn có những bộ cơm lê của Barney thì khi đó thì khi bạn đi làm, tất cả mọi người nhìn bạn một hoàn toàn khác. Mọi người sẽ nghĩ, ô, cái người này thực sự là một cái người điều hành nào, đây là một cái người xứng đáng ở một cái vị trí cao. Nhưng khi mà online, chúng ta không biết được
khi mà virus xuất hiện, tôi đã không biết gì về cái làm thế nào để có camera đẹp nhất. Tôi không biết nhiều về cái làm thế nào để có cái microphone sử dụng tốt nhất. Tôi không biết là ghi âm. Tôi không biết những cái cuộc họp Zoom. Tôi không biết bất kỳ những cái gì liên quan tới cái việc làm sao để lấy sáng. Tôi không biết làm thế nào để ăn mặc trên để trước camera để làm sao để thể hiện bản thân mình có được những quan hệ trực tuyến tốt nhất. Tôi nghĩ đây là một trong những bước mà chúng ta cần phải thực hiện. Nó chỉ là một cách thực tiễn đơn giản. Chúng ta cần phải học, đó là học về công nghệ, học tất cả những cái điều mà chúng ta cần phải biết khi mà online và làm sao chúng ta trông có vẻ là chuyên nghiệp. Không có khái niệm cho điều đó. Không có khái niệm cho cái việc là chuyên nghiệp là như thế nào, nhưng chúng ta cũng cần phải bắt kịp nó và chúng ta cần phải học nó. Đó là một phần của cái độ này. Và bức hình tiếp theo, tôi nghĩ về việc là các bạn biết đó, người phụ nữ đang nói chuyện với một cái người phụ nữ trong cái màn hình này. Người phụ nữ đang nói với người phụ nữ trong cái bức hình nhỏ. Khi mà tôi tham gia một cái cuộc họp online, và tôi nghĩ về điều này, tôi đã từng là một cái người rất sống động ở văn phòng, trên một cái ghế ở nơi làm việc của tôi, và biết là tôi có thể nghe, họ có thể nhìn tôi, họ tôi có thể đi vòng vòng, và bây giờ thì đột nhiên Michael thì chỉ là một cái hai cái hình vuông và phẳng như vậy, và đó là tất cả những gì về tôi. Và tôi nghĩ là chúng ta cần phải học những cái kỹ năng này, học làm sao để mà thể hiện bản thân mình, làm sao để thể hiện mình trong một cái hai cái hình vuông nhỏ thế này trên cái màn hình. Và chúng ta sẽ thông qua những cái loại mối hệ này, làm sao để mà phản ánh được bạn là như thế nào trong cái mối hệ này, chỉ trong một cái hình ảnh hai cái hình vuông như vậy, làm sao bạn có thể hiện được mình như vậy. Và tới hình tiếp theo ở đây, đến cái giải pháp dành cho các bạn. Tôi thích bức hình này, bạn có thể thấy là bốn cái anh chàng nhỏ, nhỏ bé này. Đây là trên cái cổng cáp Internet. Nó thể hiện cái việc sử dụng cái bốn bước cổ điển của DCI toàn cầu. Học cái cách để sử dụng bốn bước cổ điển trong cái mối quan hệ online. Làm thế nào để sử dụng bốn bước để có được những mối quan hệ online thành công. Và một trong những người bạn của tôi, giám đốc marketing Anton, đã nói rằng bạn biết tại sao TikTok, thầy biết tại sao TikTok thành công so với những cái online khác, những cái nền tảng online khác như là Facebook hay là Telegram. TikTok thì quá là giống như là để khuyến khích, động viên mọi người. Các bạn được khuyến khích để mà vui vẻ, giống như là nó khuyến khích mọi người với nhau. Nếu bốn bước đúng và nếu mọi người bạn gặp online, nếu các bạn có cái mối quan hệ tốt với họ, nếu họ cũng đến từ bạn, khi đó bạn có thể sử dụng bốn bước để có được những mối quan hệ online tuyệt vời. Các bạn có thể đưa cái bốn bước này thông qua cái thế giới Internet. Và đây là cái bức hình tiếp theo. Đây được gọi là hai hình ảnh của câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. Đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng của DCI về việc làm thế nào để xử lý trong những cái tình huống khó khăn. Khi các bạn có những mối quan hệ và gặp khó khăn, ai đó làm tổn thương bạn, ai đó nói một cái điều gì đó không tốt với bạn. Và bây giờ khi mà online, với những cái việc mà trolling, các bạn sẽ bị có những cái cuộc tấn công online rất là kinh khủng. Và theo hệ thống DCI, các bạn đã học ở DCI cấp độ 1, 2 và 3, các bạn cũng biết rằng cái cách mà mọi người đối xử với chúng ta, thậm chí là khi online, thì đó là nó đến từ cái cách mà chúng ta đối xử với những người khác. Và không có ai mà trolling các bạn, không có ai tấn công các bạn online mà không đến từ các bạn cả. Từ không nào, theo một cách nào đó, bạn đã làm một cái gì đó tổn thương người khác và nó quay trở lại bạn. Online, nếu bạn hiểu rằng bạn không có tức giận với một ai đó mà làm tổn thương bạn online, thì bạn hoàn toàn tích cực, bạn nhiệt tình, thì bạn sẽ chuyển hóa được những cái sự chỉ trích đó, nó thành những cái lời khen ngợi vô cùng tuyệt vời.
Mà cá nhân tôi có những người chỉ trích tôi online, tôi đã sử dụng 4 bước và bây giờ tôi không biết, tôi có đến 148.000 người đang online đang nói tốt về tôi. All right, last picture. Không nào, cái bức hình tiếp theo. Just some personal. Đây chỉ là cái lời khuyên cá nhân từ thầy Geshe Michael cho các bạn thôi. Một cái người thầy 69 tuổi. Nowadays, ngày nay rất là nhiều các công việc của chúng ta sẽ chuyển sang online, rất là nhiều công việc cũng sẽ chuyển sang cái thế giới vũ trụ ảo. Và cá nhân tôi có một cái vấn đề rằng khi mà tôi online quá nhiều giờ mỗi ngày, và tôi bắt đầu cảm thấy người nó khô khan và tôi bắt đầu mất đi cái sự hào hứng của mình. Tôi bắt đầu mất đi cái sự nồng ấm trong những cái mối quan hệ online của mình. Và vợ của tôi, Veronica, cô ấy đã có một ý tưởng rất là hay. Đó là anh nên đi ra ngoài, nên làm vườn, hãy lái xe đạp. Chúng ta mua những cái xe đạp mới và chúng tôi mua một cái kệ để xe đạp trên cái xe hơi. Và chúng tôi cố gắng đi ra ngoài mỗi ngày, hòa mình với thiên nhiên, trong cái không khí trong lành. Nếu mà các bạn offline, trực tiếp, cuộc sống thì lành mạnh. Và các bạn sẽ có được cái ánh sáng mặt trời, các bạn có được cái oxy. Và trong những mối quan hệ vũ trụ ảo thì chúng ta... sẽ được cải thiện tốt hơn. Sau đó, chúng ta sẽ học về tất cả những ý tưởng này và nhiều ý tưởng nữa trong những cái phần tiếp theo của Design Cấp Độ 4 về cái bí quyết để có những mối quan hệ tuyệt vời. Gặp bạn trong cái video chào mừng tiếp theo.